Ôi, khu rừng này cỏ đã bị khô hết rồi. Cỏ khô hết rồi, khu này đang bị rét hay sao mà cỏ khô hết rồi này. Chà chà, cái này thì phải di cư thôi. Phải chuyển những đi bạn gà nè, bạn bò sữa nè, bạn lợn nè, bạn chó sói nè, bạn mèo nè, đến một cái khu rừng mới thôi, nơi mà điều kiện sinh sống tốt hơn này. À, các bạn nhìn thấy con cỏ khu này. Chà chà, đó. Nào, nhờ ô tô đến nào. Chí. Ô tô chở thú, mau chở chúng tớ đi nha. Được rồi. À, chuyến đầu tiên là tớ xin mời bạn bạn chó sói to nhất đi. À, lên đây nào. Như là tớ chở đi. Nào, chuẩn bị đi nha, Jin Jin. Tôi sẽ chở bạn đến một khu rừng thật là xanh tốt. Phía đằng kia. Đường rất khó đi đấy nha. Cẩn thận đừng ngã. Tôi đang đi qua một vùng rất là khô cằn. Các bạn nhìn thấy đấy, toàn rơm khô thôi. À, kia rồi, đồng cỏ xanh kia rồi. Ô tô đi đến nào. À, nào, bạn cho sói ở đây nhá. À, cỏ xanh tốt chưa? À, để tôi chở. Để tôi về tôi chở các bạn sau nha. Mời bạn mèo nè. Bạn mèo Doraemon. Chà lên đây để tôi chở đi. Đứng cẩn thận đi nhá. Mèo Doraemon đi rất là chậm, cả bạn ngã mất. Jin Jin Trời. Nhanh nhanh, kiểu chơi tối muốt rồi bạn mèo ơi. Đi cẩn thận nha. Đến khu đồng cỏ xanh tốt rồi, mời bạn thú đây. Trở lại về đây. Nào, chuyến này thì mời bạn bò lên. Bò sữa đâu? Nào, mời bạn bò sữa lên nhá. Đấy, lên ăn cỏ đi. Và bạn bạn mèo. Ha, à, xem bạn mèo. Và bạn gà. Bạn mèo đứng đây xem nào. Đó. Bạn gà nữa. Chuyến này chở cả ba bạn đi. Nào, chuẩn bị đi thôi. Gà cẩn thận nhá, đi cẩn thận. Đi nào, chú. Giờ sắp tối rồi, đi nhanh lên. Chú.
nào thế? Dừng lại một tí hả? Ờ, được rồi. Nghỉ một kẹo đấy. Thôi nghỉ thế thôi, đi thôi. Gần đến đồng cỏ xanh rồi. Đến đồng cỏ xanh rồi. Rồi đây đến chỗ bạn mèo rồi nha. Nào các bạn xem ơi. Nào bạn này nữa xem ơi. Các bạn bò nào. À, xong rồi. Rồi, cảm ơn ô tô tải nhá. Xin cảm ơn ô tô tải đã chuyển tới đến chúng tôi đến đồng cỏ xanh, đồng cỏ mới. Rồi, tạm biệt bác ô tô tải. Không có gì, tạm biệt các bạn. Chúc bạn vui vẻ nha. Chào tạm biệt.